Cái này mẹ con rồi. Chào các bác nhá, em sẽ tách tí dần để bán. Đây em sẽ quay cho các bác xem bộ rễ của nó đây. Sẽ gửi cả như này luôn nhá. Cây nào được rễ gửi cả rễ luôn. To phết đấy các bác. To và nặng lắm chị ấy. Tách nào được nhỉ? Đổ bây giờ. Nhìn xem cái gốc ở đâu cắt vào đấy nhá. Kéo đi một phát đã xong rồi. Cầm đi để em tách nhá. Mà tay quá, to đùng. Đợt xưa không quay. Này, ngừa nó ra để em tách. Còn không cụt cho ghê nhỉ. Mình tưởng dễ ăn. Chắc quá. Kéo này dở ngoài sao nhỉ. Rồi. Thật. Mẹ con. Mẹ con đâu. Hai cây giống cao bằng nhau rồi còn bảo mẹ con. Cái này mình cắt thấy xong tí bao keo lên sẹo luôn. Lùm này mà ai có tiền chơi sướng nhỉ. Cái này tách cũng hơi ôi, tách không cái này. Hãy để thế đã xem ai có tiền bán cả lùm đi. Cái này vỡ vào vừa vừa hay lúc nãy như nào. Cái này vỡ vỡ từ đầu lúc đấy em bảo ấy. Tách nhá. Từ từ tách cái dao này tách không? Đặt xuống. Tách không? Dưới. Cái tơ này đẹp lắm các bác. Nhìn đặt ra. To lắm các bác. Đặt sang chỗ nào đấy để chỗ này để tách. Nào cầm. Cho vào đây. Anh tách không? Hả? Tách nữa không? Cái kia để đã. Xem có khi có ai có tiền họ mua cả đôi ấy. Không để tách. Đặt đặt ấy lên. À cái này, đây, đây. Được. Đặt ra. Ôi, cây kia khủng quá. Đây các bác xem cái cây này. To lắm này. Đâu. Nhà toàn đồ để gói cây thì nha nó cũng hơi nhắc sang đây nhỉ. Lộn thộn các bác ơi. Trông to quá, không biết có tách nổi không. Này em cắt cái cây nó không cụt.
Đây bộ rễ đây các bác, quay bộ rễ phát nhỉ. Đây, và chậu thì như này. Giờ bắt đầu xẻ thịt em nó. Cắt vào đây trước như này. Không có sức mà vê chứ. Nặng quá. Nó vào đây nhỉ? Không được. Xong được. Đây cả ba cái nữa, cả ba cái. Ba ba. Ba ba ba. Ba. Từ từ để cho cắt thôi. Cắt thế. Bây giờ chúng ta có thể giữ và giữ. Rồi. Ây giời. Đây có bác cây đẹp. Đây dễ này. Đấy lúc nãy cắt thì kia lại vào được. Đây ra cắt phát là xong rồi. Cắt chỗ nào? Nhìn thấy ok. Ra cắt ơi. Cắt đi. Đây cầm một cầm này hơn giúp cầm như thế này. Đây thì quay thì mà cứ cầm đi đâu thì có quay thấy đâu. Chỉ chú ý đến cái cây không còn xem camera nữa. Đây cái đi em cầm được. Cái này hai cây phải ba cây hả? Không biết. Lùm nè. Chắc ba. Thế đặt xuống đất cho dễ. Nhưng mà sợ hỏng dễ. Nhưng ơi mày lại còn đi lại lại đấy nữa. Kéo được. Kéo ấy, cắt dễ hơn. Nếu lúc nãy đâu bẻ ra một tí ba cây đi. Ba cây đi, à, bẻ bẻ ba cây này ra một tí. Cái này cắt rễ của nó không người là cắt đúng thân của nó đâu. Thì phải cắt rễ thì mới vào đến thân là. Trời ơi, tách cái cậy. Vậy dễ đâu mà cứ ở đấy mà đấy, nói đấy. Thấy chưa? Đã bảo đấy, đấy. Kéo rất là được. Đấy, các bác cái cây to quá tách cũng khó. Mỗi lần tách là phải có người hỗ trợ. Không là vừa hỗ trợ vừa cãi nhau vừa dẫn nhau. Tách được không? Cái này à? Tách chứ. Tách thì tách. Cái từ dao cắt chặt phát ra đường này. Cứ thích dao thì dùng dao đi thẻ à này. Từ từ nhé. Nó đứt đầu. Đừng xé ra. Để cho nó đứt hẳn rồi mình kéo ra thôi. Đấy. Ok. Cái rễ đứt đi. Đây còn rễ đây này.
Cầm. Đâu, cầm à? Để mình tách thôi. Sao bên kia, sao bên kia, sao bên kia ngồi à? Ồ, cầm rồi. Em cầm à? Cầm rồi, ừ. Cầm cây à? Anh có tách được đâu này kìa. Cầm bên dưới bể ra, cái cây này ra cái này nè. Tí tí. Bây giờ em làm nào? Nè. Bể cái nào? Nói cho người khác hiểu mới làm được à? Được rồi đấy. Ok. Cái tách đôi ra đã. Anh muốn làm nào để em còn biết cầm à? Nè à? Tách cái này à? Cái giả à? Ừ. Đấy. Nguy hiểm đấy. Được không ạ? À? Cầm này. Kéo đi. Kéo tách dễ hơn mà. Cầm mình để ấn ra được. Kéo. Thấy chưa? Siêu mà. Siêu mà. Đấy. Cây này các bác. To. Đẹp quá chứ. Này em gọi cả rễ cho các bác trồng luôn. Cái này sao nó không có cái lá này? Nó bị làm sao ở ngọn à? Thôi vứt ngọn rồi. Thế à? Ừ. À, nó bị sao rồi nhỉ? Thế nó... Mình cũng không để ý à? Tách mình không? Kệ đâu. Chắc không sao đâu, xử lý rồi nè. Sao thì cũng không có cái cả lùm thế này rồi. Tí mình lắc công tích. Tách ra đi. Tách làm gì? Kệ nó. Cái này trông. Cứ kệ nó để đấy, tí nữa tính sau. Giờ bây giờ còn quay không? Quay, quay một phát nữa thôi nhỉ. Không tí nữa dài và không tải lên được. Cái này không tách đâu, kệ nó. Okay. Kệ nó. Nè. Cô bác ơi, em tách xong rồi. Tên tên. Này chuẩn bị có con ở đây luôn rồi. Đây có mầm ở đây. Bên này cũng sẽ có ngay. Ô còn cái lùm này nữa. Anh kia phải giúp xong chạy đi rồi. Giờ em khác làm sao làm đây. Đây các bác. Mầm đây rồi. Đây rồi. Ồ. Thân này có hai nách có hai mầm luôn. Lại tơ hướng ngoài nữa. Đẹp thế. Em tắt đây. Ít nữa em sẽ đăng giá lên sau nha các bác. Nữa tách xong em sẽ đăng giá lên sau. Sẽ quay từng cây và đăng giá sau. Và dài quá sợ em sợ không tải lên được ấy. Đây. Em sẽ quay một cái nữa cho các bác xem. Đây ạ.